kết nối Bluetooth các bạn nhé. Chúng ta test con Onkyo V77, mình còn một bộ duy nhất các bạn ha. Và bộ này không có lưới nữa, mình xả cho các bạn. Hôm nay là 1.800.000 thay vì là 2.1 nha, giảm 300.000 luôn. Còn phần còn lại là ok hết, chuẩn chỉnh, chạy tốt CD đĩa chép nè. Cổng quang Smart TV. Đây, cách trực tiếp Smart TV làm đầu giải mã trung gian cũng được luôn nha. Nó có cổng nhận và cổng xuất ra, cổng quang xuất và cổng analog xuất sau khi giải mã. Cái đầu máy thì đầu máy Made in Japan, 4 con sò than Senkento C3. Đó, và ở đây cổng quang nè, nhận nè, cổng quang xuất, cổng sấp điện, cổng analog nhận. Chúng ta đang kết nối cổng line này với lại hộp Bluetooth 150. Còn ở đây là 1, 2 cổng nhận nữa, là tổng cộng có 3 cổng analog nhận và 2 cổng analog xuất. Hai cổng analog xuất này rất là tiện nha các bạn, để mà làm đầu giải mã trung gian cho những cái âm ly lớn, đi karaoke không có cổng quang chơi TV ha. À, loa là vuông vức đẹp nè các bạn, 70W chuẩn đồng bộ giữa đầu máy và loa ha. Mặt nhôm, phun sơn ánh kim, nắp cũng bằng nhôm. Rồi con này vẫn có cái nhược điểm là cái phần mặt trước là bị thiếu lưới nè, và nhưng mà phần lại là tiếng loa cũng đẹp nè. Và cái mặt phân tầng ở bên trong là rõ ràng chi tiết cho các bạn nha. À, còn rất là mới, ok. Cái phần nội thất bên trong từ đôi bọc nhôm và từ đôi cái đường kính lớn. Con này là cái con đời thứ tư, dòng V đời thứ tư. Đời 1 là V3, V5, V7 và V77 là đời thứ tư luôn. Con này có kích thước loa là 28,5 chiều cao và khá là sâu về phía sau nha, do đó nó nặng lên tới 3,8 kg luôn nha, 3,8 kg 70W. Để coi cái bao nhiêu ohm nha, 6 ohm các bạn nha, loa của chúng ta 6 ohm. Đó, cái màu gỗ này cũng khá là đẹp, cái vân ở ngoài các bạn nhìn nó rõ ràng hơn nha. Thì cái đời sau của con này là cái đời X7 là đời sau con này đó. Sau đúng một đời và cái loa con này nó bê nguyên con X7 là bị chen nha. Cái đầu thì nó thay đổi một chút về cái vị trí mặt chỗ này. Còn kích thước là như nhau, nặng 5,7 kg cái đầu máy. Đây là cổng quang Smart TV nãy mình có nói. Và bây giờ chúng ta chơi thử CD các bạn nha. Với mức giá là 2.1 triệu đã được giảm 300, còn 1.800.000 kèm điều khiển học cho các bạn. Coi như là cái đầu máy này đang có, nếu mà bán lẻ là cái đầu máy này là tính luôn cái điều khiển học là 1.1 triệu. Còn cặp loa bán lẻ là, cặp loa này thiếu lưới mình xả là 800.000 nha, nhưng mà bán nguyên bộ là 1.8 triệu kèm điều khiển học. Nếu mà nhà không có cho em á, thì các bạn mua về, thứ nhất là nhìn cái vẻ ngoài của loa, nhìn cái mặt trước mở lưới ra như vậy thì nhìn nó cũng bắt mắt ha. Nhìn được cái màn loa bass 12 sợi quang học nè. Đây là cái con đầu tiên sử dụng cái công nghệ màn loa sợi quang học, con đầu tiên luôn á. Và rồi, thôi test cái phần âm thanh đi, rồi mình sẽ quay trở lại với cái phần mở loa cho các bạn xem ở bên trong nha. CD đọc tốt để chép nè. Và tất nhiên với cái giá thành này thì các bạn thay thế một dàn loa TV, dàn loa máy tính rất là chuẩn chỉnh nha. Mình đang để chế độ cân bằng hết, không có chỉnh gì luôn nha các bạn. Mà các bạn thấy cái âm thanh rất là sáng. Onkyo là một trong những cái dòng gọi là trữ tình thuộc hàng tiếp đỉnh với cái mức giá là cực kỳ phải chăng. Cái mức giá phải chăng ở đây là chẳng qua tại vì hàng nó về rất là nhiều. Onkyo là bên Nhật có 100 bộ về hàng mini, thì trong đó có từ 50 cho tới 60 bộ Onkyo. Còn một nửa còn lại dành cho Denon và tất cả các hãng khác.
Do đó lúc nào các bạn thấy mình onkyo mình bán đăng rất là nhiều là một phần là như vậy nha. Bên Nhật họ xài cái này rất là nhiều luôn. Thứ nhất là cái công suất nè, công suất lớn, ngoại hình cũng khá là lớn so với cái dàn mini, gọi là mini đại đi ha. Rồi cái xử lý, cái khoan về nói tiếp về ngoại hình đi, thì cái mặt nhôm, nắp nhôm nên cũng rất là dịn, nó rất là bền, nó ít có bị trầy xây xát như những cái dòng bằng nhựa. Rồi còn cái loa của ảnh nó vừa 70W rồi còn lại vừa rất là nặng nữa. Cái loa của Đài Nông, những cái dòng Đài Nông thì nó sẽ nằm dao động từ 3,2 kg cho tới 3,4 kg. Còn Onkyo luôn luôn là nằm từ 3,6 kg. Những cái dòng này nè là 3,6 kg cho tới 3,8 kg. Còn lớn hơn chút là 4 kg, 4,2 kg. Còn nhỏ hơn chút, chẳng hạn như con N3X thì nó cũng đã 3,4 kg. Đây các bạn, nhỏ hơn chút như con này ha. Thì nó thu gọn cái loa lại thôi chứ phần cái nội thất bên trong cũng y chang. Rồi còn những cái dòng đời sau nè, như con này là mình đang bán 1,9 triệu, có lưới loa đầy đủ chỉnh được. Cũng cũng vậy ha, dòng này đời cao hơn, mặt màn hình LED màu xanh. Rồi con này 2,9 triệu, con này 3,6 triệu nha các bạn. Bữa giờ bán con kêu cũng khá là nhiều những cái dòng trải rộng ra. Thì với mức giá này thì mình xin nhắc lại là các bạn làm một cái đầu máy giải mã nè, trên TV xuống nè, và thay thế một dàn loa vi tính của các bạn chuẩn chỉnh luôn. Cái phần âm trầm trong cái không gian như là phòng ngủ, phòng làm việc là ok ha. Các bạn cứ đóng cửa, cái trầm của nó là cái trầm cũng khá là dứt khoát, đánh không có bị kéo đuôi. Và cái con này nó đã thay đổi cái màng loa bằng sợi quang học, cũng đã cải thiện rất là nhiều về cái phần âm trầm rồi. Cái thùng loa nó cũng lớn hơn những cái dòng V3, V5, V7. Thùng loa nó lớn hơn chút, so với con V7 thì lớn hơn chút, còn so với con V3 và V5 thì nó lớn hơn nhiều. Đó, và cái màng sợi quang học này nó cũng cải thiện khá là nhiều âm trầm rồi nha. Rồi, còn nãy mình nói về cái chế độ âm thanh thì con này nó chỉnh khá là đơn giản như là 1, 2 và 3. Có nghĩa là tăng bass treble cùng một lúc 3 chế độ. Thay vì nó chỉnh bass treble riêng thì không, nó cài đặt giống như là cái equalizer cài đặt sẵn á, nó tính toán về cái phần hòa âm phối khí như thế nào với cặp loa này, với cái ba cái mức độ đó là đủ. À, một nấc này. Hồi nãy giờ mình để cân bằng là không ha, ốp. Nấc một nè. Chắc một mình em nhiều. Em thường bảo rằng tình cánh dù trong gai. Em một cái mặt phân tần hai cuộn dây đồng rất là lớn. Hai cái tụ màu xanh và hai con điện trở màu trắng. Thì các bạn, bản thân cái con Onkyo nó có một cái phần phân tần như vậy. Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự. Đó, còn này cái nút của bằng nhôm nè các bạn, nút bằng nhôm. Chỉ có cái nhược điểm duy nhất là nãy giờ mình nói các bạn là thiếu lưới nên thôi. Còn một bộ duy nhất V77 đồng bộ mình xả luôn ha. 1,8 triệu đã kèm điều khiển học nha, dây AUX nè, dây loa nè, đó. Rồi còn các bạn muốn lấy hộp Bluetooth này, như mình đang kết nối cổng line hồi nãy là 150.000, còn cái biến áp các bạn cần trang bị là 150 nữa ha, chỉ cần đặt cọc 300 giao tận nơi được xem hàng. Còn nếu các bạn là địa chỉ số 1D đường 12 phường La Bình Tân đó thì để xem hàng nha.